Chào các bác nha, em lên sóng một con sưởi gốm của hãng Panasonic, gần như mới tinh các bạn, gần như mới các bác nhé, đẹp không tì vết luôn. DSFKX1205 có cảm biến phát hiện người, dòng cao cấp nhất. Cái máy sưởi gốm này thì nói về cái vấn đề sưởi của nó thì cực là dễ chịu các bạn, cực dễ chịu cho da nhé, không bị rát bỏng, cháy da như là các bác dùng cái đèn sưởi đâu ạ. Đấy, chạy cực êm như máy điều hòa treo tường. Là hình thức em quay các bác xem trước chân nhé, con này như mới luôn. Đấy, nếu mà nói mới thì hơi ngoa, nhưng còn thực ra thì nó đẹp đến 99%. Không phải em nói phần trăm thôi, nhưng thực ra con này nó quá mới các bạn. Bình nước buồm này yeah. Nó gần như là bên nhà họ không dùng luôn, như mới luôn. Mới xuất sắc không tì vết, năm 2017. CD máy 1261 1250 1250W. Mới ơi là mới luôn. Mới ơi là mới luôn nhé. Quá mới luôn. Sưởi gốm buồm không gây khô da, kích ứng da các bác ơi. Công nghệ nano khử khuẩn, cảm biến phát hiện người. Tắt bật nano, tắt bật cảm biến này. Hẹn giờ tắt, bật các thứ này các bạn này. Đây. Chế độ buồm này, chế độ sưởi ấm theo cảm biến, chế độ sưởi ấm tự do. Các bác hoàn toàn có thể làm ấm phòng của mình nhé, làm ấm phòng như một cái máy điều hòa treo tường luôn. Hoặc là các bác làm mát trực tiếp, làm ấm trực tiếp luôn, thổi ấm trực tiếp luôn. Đấy, hoặc là mình làm ấm phòng, chạy êm ái, siêu êm, độ ấm không bị gắt, không bị khô da. Đặc biệt có thêm cái tính năng buồm. Tính năng buồm này các bác cho nước vào buồm thì nó không làm cho phòng làm không làm cho da mình bị khô. Đấy, còn đẹp như mới, hiếm có luôn ạ. Đời 2017 các bác 3,5 triệu nhé, bảo hành 1 năm. Điện 100V đấy ạ. Chào các bác.